Rồi hơi bất ngờ là tại vì lần này ba CE chỉ tung ra chỉ có 3 màu son thôi. Tại vì Rư cũng muốn swatch nhiều hơn cho mọi người á. Thì Rư cũng vừa quay xong video. Đây là cái vỏ. Cái màu son mà Rư đánh trên môi thì nó là một cái màu gọi là rất là tím luôn. Và cũng là lần đầu tiên mà Rư thử cái màu son như vậy. Và cũng là lần đầu tiên mà Rư nghĩ là Rư thích và Rư sẽ đánh lại nó một hai lần nữa. Tại vì hồi nãy giờ Rư kiểu như là không có hợp lắm với lại những cái son màu tím. Cảm giác cái mặt mình nhìn nó sến kinh khủng. Nhiều bạn cũng hỏi Rư là sao lâu rồi không ra ca video bên channel 123 Rư. Thì tại vì dạo này Rư cũng ít đi chơi. Lý do vì sao thì chắc mọi người đã có một số bạn biết rồi ha. Cho nên là chắc là tạm thời Rư sẽ chỉ làm video bên này thôi. Đây, đang nói cái việc ù tai. Còn cũng có nhiều bạn hỏi thăm bóc thì bây giờ bóc đã rất là bự rồi. Nó không còn là một con cún nhỏ xíu ngày nào nữa mà nó rất là bự và nó đã 11-12 kg rồi. Còn nếu như các bạn thắc mắc bư đang ở đâu thì đây, đây là cái bình nước. Và bư thì nó đang ngủ ở cái bình nước. Bư ơi, bư, bư ơi. Hello mọi người, video của ngày hôm nay Rư sẽ swatch và review cho mọi người về ba em son Velvet Teen mới mà ba CE vừa mới tung ra vào cái ngày hình như là 26 tháng 2 vừa rồi. Hơi buồn một xíu là bởi vì lần này hãng chỉ ra có 3 màu mới thôi. Nhưng mà Rư sẽ review khá là kỹ để mà các bạn xem video các bạn có thể quyết định được là có nên mua hay là không mua ba em này nha. Rư đang ở trên website của 3CE thì mỗi một em như thế này cũng được bán với giá giống như bộ sưu tập cũ là 15.000 won. Tức là nếu như các bạn mua ở Hàn Quốc thì nó sẽ khoảng 300.000 Việt Nam đồng. Vậy thì Rư thấy ở trên này thì 3CE bảo là tính đến thời điểm này thì họ đã bán được 1.760.000 cây son Velvet Teen. Thì không biết là ba em này được tung ra để cho cái dịp 8 tháng 3 hay là ba em này được tung ra như kiểu một cái như kiểu celebrate cho cái chiến thắng đó. Hiện tại là cả ba em này hãng ghi nó đều là cái tông tím. Và trước khi mà đến với lại cái bộ son này thì Rư rất là ít khi đánh son tím. Tại vì Rư có cảm giác là nó rất là khó phối màu quần áo và màu mắt á. Cho nên là hôm nay mọi người thấy Rư đã cố đánh một cái con mắt tím và mặc một cái bộ đồ cũng hồng hồng xinh xinh cho nó dễ tông xịt tông. Màu đầu tiên Rư swatch cho mọi người xem là cái em nhạt nhất trong cái bộ son tím lần này. Em này Rư thấy là một cái tông hồng đất và nó có pha một chút xíu ánh tím. Vậy thì với những cái bạn mà ít trang điểm mắt cũng như là trong tủ đồ không có cái màu nào liên quan tới màu tím thì Rư nghĩ đây là một cái sự lựa chọn dễ dàng nhất luôn. Em này khi mà Rư đánh lên trên môi thì nó kiểu như là nó làm cho cái môi của Rư nó đầy hơn một chút xíu. Nhưng mà cái tông da của Rư thì Rư có cảm giác như là nhìn nó khỏe hơn á. Cho nên Rư nghĩ là những bạn nào mà da ngâm một chút thì đánh em này vẫn rất là tươi luôn. Chất son thì Rư cảm nhận được, mặc dù ba sẽ nói là mềm hơn nhưng mà Rư cảm nhận là nó cũng rất là giống với lại chất son cũ. Tại vì cái cây mà Rư thích nhất trong bộ sưu tập cũ là cái màu cam đất Going Right. Thì Rư đánh nó mỗi ngày luôn và Rư nhớ rất là rõ cái chất son Velvet Teen lần trước. Em son số 2 mà Rư review cho các bạn là một cái em tông đỏ đất và có pha một chút xíu ánh tím. Hình như là em này Rư đã xem trên Instagram của Sora và Rư thấy bạn này đánh cái màu này nhìn rất là xinh luôn. Bởi vì đây là một cái tông màu đỏ cho nên là những bạn nào mà da ngâm một chút đánh lại còn đẹp hơn cả những bạn da trắng nha. Tính đến thời điểm này thì Rư thấy là Rư thích cái màu này hơn là cái màu hồi nãy. Và cái màu này nó cũng làm cho màu da cũng như là màu răng của Rư trắng hơn rất là nhiều so với thực tế. Cũng như cái bộ son cũ thì các em son của lần này có cái mùi hơi vani một chút. Và em son cuối cùng chính là cái em mà tím nhất trong cái bộ son lần này. Em này là một cái tông tím và Rư nghĩ là nó pha chút xíu hồng thôi, không hề có sắc đỏ luôn. Cho nên là những bạn nào mà da ngâm á thì sẽ cần phải lưu ý là có thể bạn sẽ rất là khó để đánh màu này. Nhưng mà Rư cũng chỉ đoán thôi, nếu như mà các bạn có thể test thử cái màu này lên trên môi thì cũng là một cái quyết định nó dễ dàng hơn. Đối với Rư thì cái em này sẽ cần phải phối với lại màu mắt và màu quần áo á. Tại vì cái màu này mà mình không trang điểm hay là mình đánh mắt hay là mặc đồ nó không liên quan á thì nhìn nó rất quớt à. Vậy thì đây sẽ là một chút review của Rư về ba em son tím mà 3CE vừa mới tung ra. Rư sẽ nói về ưu điểm trước đi.
ưu điểm đầu tiên là những em son này cái màu có thể nói là lạ. Hồi nãy giờ Ru cũng có nghe feedback review của mọi người là cái chất son của Base có bạn thích và có bạn không thích, nhưng mà ai cũng phải công nhận là cái màu mà hãng làm ra thì rất là lạ và cảm giác như là mọi người rất là dễ bị gọi là dụ dỗ vì cái màu á. Thì lần này Ru thấy hãng làm ra ba màu này thật sự cũng rất là lạ luôn, và chắc chắn là trong cái tủ son của bạn sẽ chưa từng có những cái màu nào giống y như vậy đâu. Điểm cộng thứ hai thì giống như video lần trước Rui cũng có nói là về giá, bởi vì mỗi một em son như thế này giá chỉ khoảng 300.000, nếu các bạn mua ở Việt Nam chắc chắn là giá sẽ cao hơn một chút ha. Thì Rui nghĩ là cái giá này nó chấp nhận được. Rui sẽ bậm thử son lên mu bàn tay để cho mọi người kiểm tra về cái độ transfer của các em này. Nó cũng có dính vàng xíu. Nói về cái sự bền màu thì Rương nghĩ em này nếu mọi người không ăn uống đi thì nó sẽ khoảng 4-5 tiếng, và nếu như có ăn uống thì nó sẽ trôi một chút và mọi người rất là nên dặm lại son. Và ưu điểm cuối cùng mà Rư thấy là những em này không có làm khô môi của Rư, tại vì trong video thì Rư không có dưỡng môi gì hết và cái màu son lên trên môi thì nó không làm lộ vân môi gì luôn. Vậy thì bây giờ Rư sẽ nói về khuyết điểm nha. Khuyết điểm đầu tiên là bởi vì cái bộ sưu tập này nó là màu tím cho nên là nó sẽ khá là kén người dùng. Ví dụ như có những bạn Rư biết là không thích màu tím chẳng hạn, hay là có những bạn da hơi ngâm thì cũng sẽ không đánh được cái em cuối cùng này. Cho nên điểm trừ đầu tiên là cái tông màu tím có vẻ như là hơi khó đánh. Điểm trừ số 2 là đối với cá nhân Rư thôi, là nó làm cho môi của Rư hơi rát nhẹ một chút. Cho nên là lúc mà Rư tẩy trang môi là Rư phải bậm môi với lại cái miếng bông tẩy trang, chứ Rư không có dám chà. Tại vì nếu như mà chà xong đánh cái cây tiếp theo thì nó lại còn rát hơn. Vậy thì trả lời cho câu hỏi là có khoảng 300 ngàn thì có nên mua mấy cái em này hay không? Thì nếu như mấy bạn thích màu tím và theo như những dữ liệu mà Rư có nói trong video, ví dụ da ngâm, da sáng, rồi quần áo, rồi make up vân vân, thì Rư nghĩ là các bạn nên thử mua một em. Tại vì cái màu son này thật sự là lạ, và mặc dù là Rư cũng có khá nhiều màu son nhưng mà với Rư thì ba em này vẫn rất là lạ, và Rư cũng đang có một cái tình cảm rất là đặc biệt cho mấy em. Hiện tại thì trên môi Rư là cái em son cuối cùng, cái em mà Rư bảo là nó có cái tông tím nhiều nhất á. Và sau khi mà Rư đánh son xong thì Rư nhìn vào gương á, thì Rư thấy là cái viền ngoài môi của mình nè, cái màu nó sậm hơn, và ở cái phần trong lòng môi thì cái màu nó nhạt hơn. Tức là cái em này sẽ có thêm một điểm trừ nhỏ xíu nữa là em sẽ gọi là không có đều màu rõ trên môi của bạn. Cho nên là những bạn nào mà chọn cái em son này vì cái sự lạ, giống như là cái màu môi mà Rư đang đánh nè, thì mọi người nhớ là phải quét cho kỹ, nếu không thì nó sẽ là chỗ đậm chỗ nhạt nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Rư, và Rư cũng cảm ơn luôn những bạn mà đã gợi ý cho Rư cái chủ đề này. Tại vì lâu rồi Rư cũng không có lên website của VCE để mà xem hãng có cái gì mới. Mọi người nhớ subscribe channel của Rư để theo dõi thêm các video khác trong thời gian sắp tới nha. Bye.